Thanh Trường, anh Thư, thân chào quý thính giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tỉnh nguyện Lời Sống Hàng Ngày của một vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, ngày 28 tháng 9 năm 2023, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm lời Chúa qua một bài học nhỏ có tựa đề Chăm sóc khu vườn của bạn, được viết dựa trên phân đoạn Kinh Thánh trong Nhã Ca, chương 2, từ câu 8 đến câu 17. Bài học sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì? Thân mời quý vị và các bạn cùng ODB khám phá nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Nhã Ca, chương 2, từ câu 8 đến câu 17, bản truyền thống hiệu đính. Tiếng người yêu tôi đâu đây, kỳ chàng đến, nhảy qua các núi, vượt qua các đồi. Người yêu tôi như con hoàng dương, tự như chú nai tơ. Kìa, chàng đứng sau bức tường nhà chúng tôi, nhìn ngang qua cửa sổ, xuyên qua các sông cửa. Người yêu của tôi lên tiếng gọi, người yêu dấu, người đẹp của anh ơi, hãy mau đến bên anh. Vì mùa đông đã qua, mưa không còn rơi nữa. Muôn hoa nở ra trên đất, mùa hát sướng đã đến, và tiếng chim hót vang khắp mọi nẻo quê nhà. Cây vả đang kết trái đầu mùa, nho đang tỏa ngát hương thơm. Người yêu dấu của anh, người đẹp của anh, hãy mau đến bên anh. Bồ câu của anh ơi, em ẩn mình trong khe đá, bên vách núi treo leo, cho anh được nhìn gương mặt em và nghe giọng nói em. Vì giọng em ngọt dịu, gương mặt em yêu kiều. Xin bắt giúp chúng tôi những con chồn, những con chồn nhỏ phá hoại vườn nho. Vì vườn nho chúng tôi đang trổ hoa, người yêu dấu thuộc về tôi và tôi thuộc về chàng. Chàng cho bầy ăn cỏ giữa đám hoa huệ, cho đến khi gió ban mai nhẹ thổi và bóng tối tan đi. Người em yêu ơi, hãy trở về như chú hoàng dương hay con nai tơ trên núi đồi bê thẹt. Quý thính giả thân mến, phần chú giải cho chúng ta biết một số thông tin về phân đoạn Kinh Thánh hôm nay như sau. Đã có nhiều câu hỏi được đặt ra liên quan đến sách Nhã Ca, cũng được biết đến là bài ca của Salomon. Ai là tác giả của sách? Một số học giả tin rằng sách này được viết bởi Salomon, nhưng nhiều học giả khác kết luận rằng có thể sách được viết cho hoặc viết về Salomon. Liệu chúng ta nên giải nghĩa sách này theo nghĩa đen như tiểu thuyết hay theo nghĩa bóng, mô tả tình yêu như tình yêu của Đức Chúa Trời đối với dân Ngài hoặc như tình yêu của Đấng Christ đối với Hội Thánh? Qua nhiều năm, các học giả đã dần dần xem sách là văn chương khôn ngoan, ca ngợi vẻ đẹp và sự hạnh phúc của tình yêu loài người trong bối cảnh hôn nhân. Dowlasin O'Donnell là một học giả đi theo quan điểm đó. Trong sách giải nghĩa mang tên Nhã Ca, lời mời đến sự mật thiết, ông kết luận rằng sách Nhã Ca là bài ca về tình yêu của loài người, được viết để ban cho chúng ta sự khôn ngoan. Câu gốc hôm nay được chép trong Nhã Ca chương 2 câu 15. Xin bắt giúp chúng tôi những con chồn phá hoại vườn nho. Tôi đã rất hào hứng khi trồng vườn rau và trái cây ở sau nhà. Sau đó tôi bắt đầu để ý thấy có những lỗ nhỏ trên đất. Trái đầu tiên trong vườn chúng tôi đã biến mất một cách bí ẩn trước khi kịp chín. Rồi một ngày nọ, tôi thật buồn cười khi thấy cây dâu lớn nhất của chúng tôi bị bật gốc hoàn toàn vì một con thỏ đang làm tổ. Thân cây bị nắng cháy đến khô héo. Tôi ước gì tôi đã chú ý kỹ hơn đến các dấu hiệu cảnh báo. Bài thơ tình yêu trong Nhã Ca ghi lại cuộc trò chuyện giữa một chàng trai và một cô gái. Trong khi gọi người yêu, chàng trai nghiêm khắc cảnh báo những con vật phá hoại khu vườn của đôi tình nhân, một ứng dụ cho mối quan hệ của họ. Chàng nói, xin bắt giúp chúng tôi những con chồn nhỏ phá hoại vườn nho. Có lẽ chàng đã nhìn thấy dấu hiệu về những con chồn có thể hủy hoại mối tình lãng mạn của họ, chẳng hạn như ghen tuông, giận dữ, lừa dối hoặc thờ ơ. Vì vui thích vẻ đẹp của cô dâu mình, chàng sẽ không chấp nhận sự hiện diện của bất cứ điều gì gây hại. Đối với chàng, nàng quý giá như cành huệ giữa đám gai gốc, nên chàng sẵn sàng bỏ công sức để bảo vệ mối quan hệ của họ. Một trong những món quà quý giá nhất mà Chúa dành cho chúng ta là gia đình và bạn bè.
Mặc dù những mối quan hệ đó không phải lúc nào cũng dễ duy trì, nhưng với sự kiên nhẫn, chăm sóc và bảo vệ khỏi những con chồn nhỏ, chúng ta tin rằng Chúa sẽ đem đến những bông trái tốt đẹp. Bạn đã thờ ơ và thiếu quan tâm đến các mối quan hệ thân thiết của mình thế nào? Bạn đang dung túng cho những con chồn nào? Giờ này, chúng ta hãy cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, cảm ơn Ngài vì Ngài yêu thương con rất nhiều. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tĩnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị và các bạn mỗi ngày để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé. Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới, thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.